Hoài lúng đèo đi sao không? Chọt vô hai cái ổ điện. Và chân của các thi sẽ ngâm vào một cái thau nước. Không không, một mình em. Và hai ngón tay chọt vô hai ổ điện đang cháy đèn. Và đặc biệt các thi không bị gì hết. Chỉ bị điện giật chết mẹ. Mọi người là như vậy nè. Là ngày mai á sẽ có một cái chương trình cũng như là mấy đứa em nó sẽ múa lửa hả má? Làm chương trình múa lửa và đại nhạc hội ở đây. Và sẽ tăng cường những xin thông báo cho mọi người là ngày mai sẽ có những nghệ sĩ giống như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm và Đan Trường vào lúc 8 giờ 30 tối ở Đầm Sen nha mọi người. Đầm Sen kêu mở cửa. Mở rồi. Mày BD, mày đúng là mày BD là BD ngu nhất thức, là mày á. Thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức. Không thập bà không có tham cập nhật tin tức. Ngu dễ sợ. Người ta đã hoạt động trở lại bình thường hết rồi. Trời, suốt ngày người ta biết đi làm gái thôi, ai biết đi chơi là cái gì đâu bà. Giống mày đó. Không, tôi không có làm gái. Tôi làm gái đúng ai rồi. Đi tôi ai. Cả nhà ơi, em xã. Đợi em tí xíu nha. Bà xã đang mang long thai với ông xã nè. Ông xã qua đi nhận con đi. Hôm qua nó kiếm cái dù cui tôi cười chết rồi. Hả? Thì ngày mai tạm thời là muốn thông báo với mọi người là có thể là ngày mai có một chương trình xiết luôn. Thì các thi sẽ, nếu mà có nhạc sập sình thì các thi sẽ xiết cho mọi người coi. Về xiết xe đạp nè, xiết thang nè, xiết dù dân dân vậy dân dân. Xiết điện luôn. Có muối dù cui không? Có đu cây nè. Ở đây có ai nghe chuyện xiết điện rồi? Chưa. Các thi làm về vấn đề là xiết dù nè. Im đi cô U Môi Cho á. Ủa nói gì? Cô U Môi Cẩu này nè. Con quỷ U Môi này nè, nó rất là ngựa bà. Rồi á. Hả? Miếng hơi đau, đúng rồi, bà còn dậm lại đau hơn. Ngày mai á, thì các thi sẽ mọi người mai mốt mà có đi mua bánh tráng thì mọi người tắt chế độ điện thoại im lặng nha. Và song song vào đó mọi người bớt bổng con lại để bớt quấy rối vì vấn đề của các thi đang nói chuyện. Có xài trong đây luôn đó. Có bánh tráng rồi. Lấy một bánh tráng cho chị. Đưa khổ vô lấy trứng. 30 nha chị. Nhớ. Có thể đâu có tiền hả? Ê, từ bên bển qua nhà con tớ. Thì chương trình xiết điện ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, 7-8 giờ. Thì các thi đã từng là xiết xe đạp, xiết thành bài, xiết dù, xiết cầu thang. Thì ngày mai các thi sẽ lấy hai ngón tay của mình chọt vô hai cái ổ điện. Và chân của các thi sẽ ngâm vào một cái thau nước. Không không, một mình em. Và hai ngón tay chọt vô hai ổ điện đang cháy đèn. Và đặc biệt các thi không bị gì hết. Chỉ bị điện giật chết mẹ. Có hàng kia bình luận lên trên YouTube đó, tôi có coi chiều. Đứng bán bánh tráng nó khùng, nó điên, nó nhảm nhí. Mà thật sự mọi người biết á, mình không nói nhảm, nó khùng, nó điên. Thì sao mọi người lại coi? Phải nó khùng, nó điên mới ra câu chuyện. Hai phần. Cái một, ba bịch luôn, khi là một bên này. Từ. Đó là ba phần, anh đưa luôn á. Đâu? Hết là 10.000. Ba. Đứng đợi đi em. 200 à? Su ghê. Quên mẹ rồi. Ê, 2 phần 50 đứa đây, cái thi hóa này. Đây dạ. Một phần. Ba này luôn rồi, tôi không biết. Tôi bán hàng nào, tới hàng nào. 2 phần. Tôi mổ chân quá. Giờ là cái gì à? Giờ là chị Thi ngồi tối tiền đúng rồi, chứ không có đứng ngoài nè. 2 phần. Bà tối tiền cho ai vậy? Ơi, cái này á là tiền con bán rồi, cái phần này là 2 phần 30 nè. 2 phần 30 á. Đó là 1 phần. Đó là 1 phần tươi. Anh chị ơi, nhập 3 hàng này vô thành 2 được. Thôi rồi, không 2 hàng thôi. Không được. Nếu mà 2 hàng thì người ta sẽ đứng mút mị với mũi chích người ta.
đau môi còn bị ngu nữa. Nấu cái chi cho mẹ em phải bà vậy? Bà để ba mình lên bà ngu được rồi. Bà nổi mày. Gia đình mình cùng ngu. Đó là 440 chai vậy? Đây. Anh cảnh này chơi đi, tí em chế này không hết quá qua đi mang được không được. Dễ hả? Chết mồ mua nhiều quá rồi sao? Mà mua nhiều quá trả lại đây lấy cho. Chủ hó quá chưa có bánh đâu lấy tiền ta. Ô mua rồi chơi với trai. Đợi chị nha. Chị thì mấy đứa chị cùng con cũng mấy đứa nhiều mệt lắm. Ngày nào chị cũng ngồi đứng đợi và đứng khóc. Bây giờ mệt chân rồi đúng. Ok bịch ba chục đi. Không, bịch 25. Ờ, bịch 25. Bịch ba chục á. Cái đó là cho mình 25. Đúng rồi, để bây giờ này là... Hai bịch 50 không? Là 10.000 đúng không? Nè, đây là... Hồi nãy mày ô môi mà mày... Hồi nãy anh mua 2 bịch 50. Bây giờ anh trả lời một bịch bánh tráng không là 20.000. Thì thôi, anh lời 20.000 thôi chứ nhiều. Mày xạo hơ đi. Đây là cho anh là 25 nè. Anh làm đúng rồi. Trăng sáng soi đêm gầm, em đi với tuổi 15. Hai người mắt em tình nào. Cảm ơn em. Tối cô gái rồi đó. Ra. Hả? Mừng quá. Đợi chút xíu đi. Lâu không? Dạ khoảng 1 tiếng 45 phút 2 tiếng rưỡi. Xa lợi lắm á. Ở đâu lợi nè? Rồi cô sẽ được ưu tiên. Đứng cuối cùng hả? Cái giờ nào mới dán được cách đi? Dạ. Cái nào mới dán? Tháng 10 giờ tập trung. Ai nha. Cô con gái là cô qua không biết mừng ăn gì đâu. Gì hiểu không? Cô lặng cho mẹ. Ok em. Bánh đi. Hồi nãy anh này đứng xếp hàng mua bánh tráng đưa 50 cho chị rồi. Ừ. Bây giờ anh này trả lại một bịch. Vì gì mà trả lại một bịch? Vậy, anh thấy, anh nói đông quá, anh muốn nhường lại cho người ta. Với lại ăn có một người à. Đưa lại luôn con, cái tội trả tới trả lui. Làm sao? Là bây giờ chị thấy 20 thôi là được rồi. Chị thấy 20 là được rồi. Hồi nãy là chị lấy tiền mày mua bánh tráng của người ta rồi. Một bịch cũng đâu giải quyết được cái gì đâu. Cái thiệt luôn á. Một bịch không có giải quyết được. Phải nhiều bịch mình mới giải quyết được. Ví dụ em... trả lời hết thì còn được không? Ờ, trả lời hết thì chị còn chưa đưa chừng người khác được. Cảm ơn em. Có ai mua một bịch không? Có ai lấy một bịch không mọi người ơi? Bên đây đứng trước nè. Bên đây trước. Bên đây xếp hàng. Bên đây đứng xếp hàng trước. Rồi đây 30. Lên đưa chị thấy. Thấy 20 luôn rồi chị. Thấy 20. Thấy 20. Chắc ngày mai á để cái lo ở đây nè. Khoa ơi. Ủa tới thói da da nữa. Không bèo đó, không bèo 20 nè. Không bèo đưa 50.000. Trời ơi, quay đầu xe cũng được vậy ta. Đứt đây rộng lắm á. Hồi đó ở đây là nguyên một cái sân của những người nghèo luôn á, những cái hộ nghèo á, là 100 hộ trong đây luôn á, nhiều lắm. Hồi đó nhà em nằm ngay trong cái góc đó luôn, mà bây giờ em mướn nhà cũng nằm ngay góc đó luôn, hên ghê không? Hồi đó là đây hộ nè, người làm hồ nè, rồi bà lụm dây cha. Người thấy không, cái bánh đều mà ra nhiều không? Là 2 phần á, 60. 50. Chị hiểu không? Ở đây chị ý gì sao? Không, bố mình đó, ý là vòng lại cô trong một bịch đó. Là đứa 2 bịch đó. 1 phần 2, 2 phần. 1 phần 2 đó. Chị dễ nghe, quá dễ hiểu. Chị bèo nói chuyện dễ hiểu. Công nhận. Chị rất là khéo, biết nói chuyện. Này thôi là 104. Các bạn nhớ đăng ký ngày mai là sẽ có tiếp tỷ rồi các bạn xem nha. Rồi, ok. 4 phần
4 phần. Ủa rồi là nói cho bé là 150 phải không? Mà nó bé đưa cho chị nha nhiêu? Trời ơi. Đeo cái trang vô. Sao bị gì? Phải vô tipper, phải vô phải xếp hàng nó mua nha. Cũng đàng hoàng. Cũng đàng hoàng, lịch sự đó. Ủa trời. Bỏ vô đủ. Chị lấy tiền à?